Xin cảm ơn Chúa vì chúng ta được cùng nhau sống với lời của Chúa. Sứ điệp buổi sáng ngày hôm nay, Chúa Nhật đầu tiên của tháng 4, Chúa Nhật lá cọ là một lời mời gọi của Chúa đối với tôi và từng người là: người yêu ơi, hãy mau quay về. Hôm nay tôi rất biết ơn Chúa bởi vì một chi tiết trang trí của mùa Chúa khổ nạn phục sinh, đó là những cái cây cùng với lại họ của cây cọ này. Vì chủ nhật đầu tiên của tháng 4 năm nay là chủ nhật cành cọ. Chủ nhật cành cọ là cái chủ nhật, cái ngày đầu tiên mà khi Chúa Giêsu cưỡi lừa vào trong thành Jerusalem, thì đoàn dân đông ngắt những cái cành cọ, những cái lá cây và bắt đầu giải ra và tung hô Hosanna, đấng nhân danh Chúa đến. Và chúng ta biết rồi, cái tuần này là cái tuần mà khốc liệt, cái tuần này là cái tuần kịch tính, cái tuần này là tuần mà rất nhiều những cái sự kiện dồn dập xảy ra với Chúa Giêsu. Trong cái ngày đầu tiên này, trong cái ngày đầu tiên của tuần thánh này, thì đoàn dân họ chào đón Chúa. Nhưng chỉ mấy ngày sau thôi, rất nhiều người trong đoàn dân đó lại cũng hô là: hãy đóng đinh nó, hãy giết nó đi. Tại sao lại như vậy? Điều đó nó phản ảnh cái tâm trạng cũng như cái tính khí thất thường của loài người. Và khi Chúa chết, Chúa không buộc tội họ. Chúa nói rằng xin tha cho họ vì họ không hiểu việc họ làm. Tôi cầu nguyện rằng buổi sáng ngày hôm nay chúng ta không có những người như thế ngồi đây. Mà tất cả chúng ta không chỉ chào đón Chúa, trong lòng chúng ta rộn ràng Hosanna, nhưng mà suốt cái tuần này chúng ta sẽ cùng chịu khổ với Chúa, cùng cảm biết tình yêu của Chúa, và rồi cùng nói với Chúa Giêsu rằng: người yêu của con ơi, hãy mau trở về. Thưa ông bà anh chị em, buổi sáng ngày hôm nay Chúa đưa lời của Chúa đến với tôi và ông bà anh chị em vẫn trong nhã ca, bởi vì trong tháng 3, tháng 4 này Chúa thúc giục tôi và ông bà anh chị em: chúng ta hãy tỉnh dậy đi. Không biết là ông bà anh chị em có thấy cái chữ tỉnh dậy này nó có gì đặc biệt không ạ? Vâng, chữ N ngược nghĩa là ông bà anh chị em rất là tỉnh. Tôi không biết là người trang trí có chủ ý hay là sơ ý, nhưng mà dù sơ ý thì tôi nghĩ rằng Chúa vẫn có chủ đích, đó là chúng ta phải tỉnh dậy, phải tỉnh táo. Chúng ta đang cúi xuống, chúng ta phải ngước lên. Thưa ông bà anh chị em, chờ đợi luôn làm cho chúng ta sốt ruột, và lại càng sốt ruột hơn khi chúng ta thấy rất nhiều những cái sự dữ đang cắn phá thế giới này, đang cắn phá vườn nho tươi đẹp của Chúa. Chính vì lẽ đó mà trước khi đi con đường đau khổ để yêu thương, chủ của chúng ta, người yêu của chúng ta, Chúa Giêsu đã lặp đi lặp lại một câu rằng: mỗi người phải tỉnh dậy, thức canh, giữ gìn sự tỉnh táo thuộc linh. Tôi biết ơn Chúa bởi vì có những người, có lẽ là khoảng độ 6 tháng đến 1 năm nay tôi mới gặp lại, nhưng tự nhiên thấy xuất hiện ở trong hội chúng. Có những người là cơ đốc nhân tàu ngầm rất là lâu rồi, nhưng tự nhiên hiện ra. Có những người họ hiện trên Facebook với đủ thứ tên và đủ thứ bộ dạng, nhưng mà tự nhiên buổi sáng hôm nay họ lại hiện ra ở đây. Hãy vỗ vai người bên cạnh, nói rằng: hãy tỉnh dậy đi bạn. Trước khi quá muộn. Và Chúa Giêsu lặp đi lặp lại rằng mỗi người phải tỉnh dậy, thức canh, giữ gìn sự tỉnh táo thuộc linh, bởi vì ba thứ: bởi vì có kẻ đang cắn phá vườn nho, bởi vì cái thứ hai là bởi vì tình yêu đẹp trổ hoa, có một tình yêu rất đẹp đang trổ hoa giữa Chúa và chúng ta, và rồi cái thứ ba là bởi vì
bởi vì có gió ban mai đang thổi. Từng phần này chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau. Thưa ông bà anh chị em, chúng ta thấy đấy, ngày hôm nay có rất nhiều người thiếu ngủ, khó ngủ, có đúng không ạ? Nhưng mà không tỉnh táo. Đêm họ không ngủ được, họ cứ mò mẫm lên trên Internet, rồi họ kết nối, họ giao lưu, rồi họ bị mắc lừa rất là nhiều. Có nhiều người không ngủ được, rất tỉnh, nhưng mà lại không tỉnh dậy ở trong tâm linh, và vẫn bị mê ngủ, nên là bị lừa rất nhiều. Và tôi ngạc nhiên, kinh ngạc với cái số lượng cơ đốc nhân bị lừa qua mạng và lừa qua các cái hệ thống thương mại điện tử kinh khủng như thế nào. Và rồi cũng có, tôi cũng kinh ngạc rằng có nhiều kẻ đội lốt cơ đốc nhân để đi lừa người nhiều như thế. Bởi vì sao, ông bà anh chị em biết không ạ? Hãy nói với người bên cạnh, bởi vì họ không tỉnh trong tâm linh. Nói đi ạ. Vâng. Và có cái khi có cái người quay sang bạn nói là bởi vì bạn không tỉnh trong tâm linh, đấy chính là thằng lừa. Và vì vậy Chúa nói rằng là gì? Chúng ta phải tỉnh dậy và chúng ta phải xin Chúa mau mau đến gần chúng ta, khao khát Chúa đến gần chúng ta. Nếu chúng ta coi Chúa là người yêu, bởi vì sao? Bởi vì có người đang phá hoại cái vườn nho của Đức Chúa Trời. Ở trong cái ý thứ nhất, có kẻ đang phá hoại vườn nho. Chúng ta biết rằng Kinh Thánh dùng cái vườn nho để miêu tả gì không ạ? Thứ nhất là để miêu tả cái thế giới tạo vật tươi đẹp này. Thứ hai đó là miêu tả hội thánh là cộng đồng những người được cứu. Và cũng miêu tả vườn nho chính là Israel, là tuyển dân của Chúa. Từ cây nho hoang được cải tạo, được gì ạ? À, được chăm bẵm, được cắt tỉa và nó trở thành vườn nho chọn lọc. Và Chúa nói rằng chúng ta cần tỉnh dậy, cần xin Chúa mau đến với chúng ta, bởi vì có kẻ đang phá hoại vườn nho. Chúng ta biết rồi, chúng ta đã từng yêu, đúng không? Có ai ở đây đã từng xao xuyến yêu và khao khát được gặp người mình yêu? Có không ạ? Có, đúng không ạ? Khi chúng ta yêu, chúng ta mong mỏi được gặp người mình yêu. Thế bao nhiêu người ở đây yêu Chúa, xin cho biết ạ? Bao nhiêu người mong gặp Chúa ngay bây giờ, xin cho biết ạ? Nhiều người nói thay cho người khác, nhưng cũng có nhiều người thực ra trong thâm tâm ấy, mồm thì nói yêu Chúa nhưng trong thâm tâm chưa muốn Chúa quay lại. Có đúng không ạ? Có thể có động cơ tốt nhưng có động cơ xấu. Có những người mong Chúa quay lại ngay, bởi vì sao? Muốn chấm dứt những cái điều đau khổ và tệ hại của thế gian này, đúng không ạ? Nhưng mà có một số người là nói rằng là có thể là chưa muốn Chúa quay lại, bởi vì nếu Chúa quay lại nhìn thấy tình trạng của mình bây giờ quá tệ hại, đúng không ạ? Và muốn câu giờ. Cũng có những người chưa muốn Chúa quay lại, bởi vì là nếu Chúa quay lại thì mình không còn được đắm trong cái vũng bùn khoái lạc của thế gian này nữa. Có đúng không ạ? Và lời của Chúa buổi sáng nay, nếu mà con không mong ta quay lại, con không muốn ta trở lại càng sớm càng tốt, và con không khao khát ta đến gần con ở trong tâm linh, dù bằng xương bằng thịt ta chưa quay lại, nhưng nếu con không đón ta vào trong đời sống của con ấy, thì có kẻ đang phá hoại cuộc đời của con. Vườn nho chính là cuộc đời của chúng ta, bởi vì Chúa Giê-xu nói rằng ta là cây nho thật và cha ta là người trồng nho, có đúng không ạ? Ông bà anh chị em chính là vườn nho của Chúa, và có kẻ đang phá hoại vườn nho. Chúng ta nhìn vào câu 15 ạ. Matthew đoạn câu 15, chúng ta cùng nhau đọc câu Kinh Thánh đấy ạ. Xin bắt giúp chúng tôi những con chồn nhỏ phá hoại vườn nho, vì vườn nho chúng tôi đang trổ hoa. Cuộc đời của mỗi một chúng ta thực ra đang rất đẹp, đang đơm hoa. Và trong câu Kinh Thánh này nói là gì ạ? Có kẻ phá hoại. Chúng ta cùng nhìn Matthew đoạn 15 nữa. Chúng ta nhìn Matthew đoạn 15, chúng ta đọc nốt câu Kinh Thánh này trước khi chúng ta đi tiếp. Hãy đề phòng bọn tiên tri giả
là những kẻ đội lốt chiên đến với các con, nhưng bên trong là muông sói hay cắn xé. Rồi, chúng ta quay trở lại cái câu đầu tiên. Có kẻ đang phá hoại vườn nho, có hai loại. Thứ nhất là con trồn xác thịt và con cáo giáo sư giả. Chúng ta đọc hai câu này có đúng không ạ? Chúng ta thấy con trồn xác thịt ở đây nói đến gì? Cái từ xác thịt trong ngoặc kép này nó không phải nói đến cái thân thể của ông bà anh chị em da thịt, mà cái từ xác thịt này đó là tất cả những cái tư tưởng, tất cả những cái hành vi, tất cả những cái hoạt động, tất cả dù ngấm ngầm hay công khai mà chống lại thánh linh của Chúa Giêsu hay chống lại thần của Chúa Giêsu thì nó đang len lỏi vào trong đời sống của chúng ta. Con trồn xác thịt này nó theo chúng ta hàng ngày, hàng giờ. Nó gây ra cái sự này ghen tị, có đúng không ạ? Nó gây ra cái sự cãi vã, nó gây ra cái sự đố kỵ, nó gây ra cái sự tham lam và nó xui chúng ta làm những điều sai trái. Con trồn xác thịt này nó tiến công và nó xâm nhập hằng ngày hằng giờ vào đời sống cơ đốc nhân. Và chúng ta phải tiêu diệt nó. Nhiều người nói bảo chúng ta phải tránh nó, nhưng mà thực ra trong Kinh Thánh nói là chúng ta phải tiêu diệt nó. Có những con trồn xác thịt nó vào ngay trong gia đình, nó làm cho cái sự cay đắng thắng hơn, mạnh hơn cái tình yêu thương và sự tha thứ, và nó dẫn đến cái sự đổ vỡ ở trong hôn nhân gia đình. Có những con trồn xác thịt nó chui vào những cái người đàn ông để đi lừa những người phụ nữ, có đúng không ạ? Có những người đã có vợ ở quê rồi, có con rồi, bỏ đấy đi lừa những người phụ nữ ở thành phố, đúng không ạ? Giờ đi ngủ rồi đẻ linh tinh hả? Có không ạ? Hãy vỗ vai người bên cạnh, đó là con trồn xác thịt. Ngày nay vẫn còn. Và chính vì thế để lại rất nhiều những đứa trẻ, những gia đình tan vỡ. Con trồn xác thịt này vẫn tấn công hội thánh, ông bà anh chị em, và chúng ta phải cùng nhau cảnh giác, đúng không ạ? Hãy nói với người bên cạnh là phải cùng cảnh giác. Bắt và tiêu diệt nó đi. Và chúng ta biết rồi, nếu mà chúng ta bắt ấy, thì Chúa sẽ tiêu diệt nó. Chúng ta biết không ạ? Nhưng mà chúng ta phải tiêu diệt con trồn xác thịt. Bởi vì sao? Nó con trồn này nó du ngủ rất là khéo, đúng không ạ? Nó cứ từ từ và nó làm cho chúng ta bị trôi lạc lúc nào không biết. Tiếp theo là con cáo giáo sư giả. Trồn cáo là những cái thứ mà nó cứ lèn vào thôi, nó không công khai, nó bảo ê tôi là con trồn xác thịt đấy, bắt đi, đúng không ạ? Nó lèn vào. Con cáo giáo sư giả nó cũng lèn vào. Đấy, nó lèn vào. Chúng ta cùng nhìn Matthew lại thì chúng ta thấy rất rõ. Nhìn vào. Hãy đề phòng bọn tiên tri giả là những kẻ đội lốt chiên đến với các con, nhưng bên trong là muông sói hay cắn xé. Ở đây trong Kinh Thánh dùng từ là đề phòng. Đề phòng nghĩa là gì ạ? Nghĩa là đừng tin ngay, đúng không ạ? Có nhiều người ta đến, người ta ăn mặc bảnh bao, trông rất là sáng láng. Hả? Rồi là tên, có thể tên Tây nữa cơ. Hả? Rồi là dơ ra thẻ nào là học vị tiến sĩ, doanh nhân các thứ. Hả? Mời đi quán cà phê sang trọng, tặng mình những món quà đắt tiền. Hả? Đúng không ạ? Nhưng mà sau đó thì dụ đi đến những cái khóa học, trao những cái chứng chỉ bằng cấp. Nhưng mà có khi là gì ạ? Tiên tri giả. Ngày nay có nhiều không ạ? Ngày nay quá nhiều. Tối hôm qua vợ chồng tôi vừa ăn với cặp vợ chồng người Hàn Quốc. Kể ra ở Hàn Quốc có một số các cái nhóm tà đạo, nó trở nên vô cùng mãnh liệt và nổi tiếng. Và có một cái tà đạo này gọi là JMS, là Jung Myung Suk. Cái ông đứng đầu cái tà đạo này chỉ học hết có cấp 1 thôi.
Nhưng mà những người theo cái tà đạo này toàn là những người tri thức, những cái minh tinh màn bạc Hollywood và kể cả của Hàn Quốc đi theo. Mà những người đi theo là học học vị là tiến sĩ thôi, là tiến sĩ giáo sư. Thế người ta phỏng vấn là tại sao họ đi theo những cái người này, cái ông này? Bởi vì ông ấy chỉ học hết có lớp 1 thôi, cấp 1 thôi mà ông ấy lại giỏi kinh thánh đến thế. Nên họ tin. Và thường thường ấy là họ nói, cái ông này ông ấy nói thì những điều xảy ra, phép lạ xảy ra và họ tin. Nếu giả sử như chúng ta gặp một người mà không đi học, biết chữ và biết kinh thánh vanh vách và người đó giảng kinh thánh như chúng ta có phục không ạ? Có phục không ạ? Có phục đúng không ạ? Và người đó nói việc này việc kia xảy ra chúng ta có phục không ạ? À, nhưng ông bà anh chị em biết không? Cái thời kỳ này ấy, tiên tri giả và tà linh ấy, nó gây thần cảm giả mạo, nó có thể, ma quỷ có thể làm phép lạ. Chúng ta có xác nhận điều đấy không ạ? Ma quỷ có thuộc kinh thánh không ạ? Thuộc kinh thánh. Chúng ta có thuộc kinh thánh không? Lơ tơ mơ đúng không? Hai người bên cạnh làm gì ạ? Phải mài sắc lưỡi gươm kinh thánh đấy ạ. Ngày nay thừa sở dĩ cơ đốc nhân bị lừa bởi vì tất cả chúng ta đều có một tình cảm với kinh thánh rất là chân thành, đúng không ạ? Nhưng mà ma quỷ nó thạo kinh thánh để nó lừa chúng ta. Mục đích của tinh thiên giả đó là khiến chúng ta phủ nhận Chúa Giêsu, phủ nhận Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh và gì ạ? Thờ một ai đó như thờ Chúa. Chúng ta biết rồi, tất cả các cái tà nhóm tà giáo này ở Hàn Quốc ấy, nó đang xâm nhập vào Việt Nam. Thông qua loại hình gì? Thông qua các nhà đầu tư, bởi vì họ xung quanh của họ là một đế chế kinh doanh. Thông qua các cái giáo sư đại học. Và chúng ta biết rất dễ mất đức tin nơi Chúa Giêsu, mất tình yêu nơi Chúa Giêsu của Kinh Thánh và chúng ta thờ một cái ông Hàn Quốc nào đó giống như Chúa Giêsu. Cái này nó đang xảy ra rất kinh khủng. Tại sao tôi phải nói lại cái vấn đề này? Bởi vì sao? Chồn cáo nó đang phá hoại vườn nho của Đức Chúa Trời. Lợi dụng các bạn trẻ mà đang mới sinh viên ra trường, đi luyện tiếng, tìm công việc và rất rất nhiều những cái trường hợp này, nó đang dụ dỗ và nó làm mất con em chúng ta. Vậy, ở đây điều mà chúng ta cần làm đó là gì ạ? Chúng ta cần phải triệt tiêu chồn cáo. Và Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 23 đến câu 24 đã dặn chúng ta rất là kỹ về cái thời kỳ chúng ta đang sống này. Chúng ta cùng nhau đọc câu Kinh Thánh này ạ. Khi ấy nếu có ai nói với các con rằng kìa đấng Christ ở đây hay ở đó thì đừng tin. Và bọn tiên tri giả sẽ xuất hiện và làm nhiều dấu lạ. Nên là khi thấy ai đó làm dấu lạ, đừng vội tin. Mà Chúa nói là phải thử các thần, có đúng không ạ? Bây giờ nó còn ranh ma đến mức độ mà vào trong hội thánh ngoan, nhiệt tình, cứ ai đó mà tổn thương cái là đến thăm ngay. Đấy, cái người tiên tri giả ấy, họ vào, nó đến thăm ngay và thường đến mon men, đến riêng, lẻn đến nhà. Và xong đó thì ai có cái bực dọc gì đấy với hội thánh và cái thứ là bắt đầu nghe và bắt đầu là bơm, vá, đúng không ạ? Rồi đồng thời lại làm thân với lại mục sư chấp sự, xong bắt đầu dần dần leo vào các cái hàng ngũ trong hội thánh. Và thậm chí là xong đó là gì ạ? Một cái là họ cướp hết cả tài sản, cả hội thánh, cả con người. Và đấy là điều mà rất nhiều hội thánh ở tại Hàn Quốc đã bẽ bàng và mất hết ngay trên sân nhà của mình vì tiên tri giả nó lèn vào trong hội thánh. Và nó có thể nó khu trú ở đấy khoảng 5 năm, 10 năm. Leo lên đấy này, vào trong chấp sự này, thậm chí vào trong ban quản trị này, đúng không ạ? Và bắt đầu gây chia rẽ và phá hội thánh. Cái này là ngày nay là ngày mà chúng ta cần phải tỉnh dậy bởi vì có kẻ đang phá hoại vườn nho. Và thực ra thì trước đây ở ngõ trạm thì tôi cũng đã nhìn thấy cái điều đó rồi. Nó từ nhiều chiều nó xâm nhập vào. Và chúng ta phải hết sức cẩn thận.
Và ai cũng phải có nhóm nhỏ, ông bà anh chị em ạ, ai cũng phải có nhóm nhỏ. Còn nếu chúng ta không tham gia sinh hoạt nhóm nhỏ để mà chúng ta biết nhau và chúng ta ấy, thì cái hệ thống radar cảnh báo thuộc linh của Hội Thánh sẽ rất là yếu, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ rất dễ bị dụ đi sai lúc nào không biết. Đấy, hãy nói với người bên cạnh là bạn phải tham gia nhóm nhỏ. Đấy. Nhóm nhỏ giống như cái gia đình nhỏ của mình. À. Thì cái điều đấy là cái điều thứ nhất. Thật ra ấy, cái mất ngày nay rất nhiều người mất. Mất tiền bạc, mất sức khỏe, mất thời gian, mất mối quan hệ, có đúng không ạ? Nhưng cái đáng sợ nhất là mất gì ông bà anh chị em biết không? Mất linh hồn. Mất linh hồn. Cái đấy là khủng khiếp nhất mà chúng ta cần phải. Và Chúa lập Hội Thánh và chúng ta để canh giữ linh hồn cho nhau. Và tà đạo nó lôi đi kinh khủng luôn ông bà anh. À, có mấy em Cao Bằng tôi đã kể rồi, khi đi theo cái tà đạo Đức Chúa Trời Mẹ là đầu đau như búa bổ, và cứ hàng tháng là người ta đến, cứ cuối tháng đến là lấy sổ để yêu cầu đóng góp trong ngoặc kép, nhưng mà gần như là ép phải nộp tiền đó. Và gì ạ, họ đeo bám rất là dai, họ cứ đến nhà họ thăm hỏi. Và chúng ta biết rằng những cái người như thế, nếu chúng ta thấy dấu hiệu, chúng ta phải mời ra khỏi nhà, chúng ta đừng mất nhiều thời gian với họ. Chắc chắn một ngày nào đó, có thể không phải là ông bà, nhưng người khác trong Hội Thánh có người gõ cửa nhà mình. Có thể ban đầu họ mang quà cáp đến, họ nói là họ từ mang quà của Chúa đến cho mình, và họ tặng, xong đó họ làm quen, họ lân la. Nó có rất nhiều hình thái. Nếu ông bà anh chị em nghi ngờ thì làm ơn có thể nhắn tin cho tôi để tôi có thể nhận diện, cung cấp đầy đủ thông tin cho ông bà anh chị em về cái nhóm người đó. Mọi người đồng ý không ạ? Vâng. Cái điều thứ hai đó là chúng ta cần phải xin Chúa đến gần mình, giống như là mau mau đến với mình và khao khát Ngài. Bởi vì sao? Tình yêu mà Chúa ban cho chúng ta là tình yêu đẹp trổ hoa. Có tình yêu đẹp trổ hoa. Nó đang trổ hoa, nó đang nảy nở. Và Chúa không nỡ muốn cái điều đó bị phá hỏng đi. Và Chúa muốn rằng cái điều đó nó được nở rộ, nó được kết quả. Ở đây có hai điều. Thứ nhất là chúng ta phải có cái sự khao khát mong chờ Chúa, mong chờ chàng trăn. Hay như giống như trẻ con ngày xưa là mong mẹ về từ chợ về, đúng không ạ? À, bây giờ mong mỏi. Câu 16 ở trong Nhã Ca nói thế này ạ. Câu 16 trong Nhã Ca nói: người yêu dấu tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về chàng. Chàng cho bầy ăn cỏ giữa đám hoa huệ. Ở đây nó nói mối quan hệ ràng buộc giữa chúng ta với Chúa là mối quan hệ ràng buộc. Chúa thuộc về chúng ta và chúng ta thuộc về Chúa. Đôi khi chúng ta đi theo Chúa, chúng ta nghĩ rằng Chúa cứu tôi, Chúa cho tôi như không, Chúa tất cả mọi cái đều miễn phí và tôi chỉ cứ xin của Chúa, xin của Chúa thôi. Xong rồi thỉnh thoảng mình làm điều sai, mình lại tặc lưỡi bảo thôi Chúa biết, Chúa hiểu mà con yếu đuối, xin Chúa Ngài gỡ đi cái cảm giác tồi tệ này trong lòng con. Xong đó thì là mình tiếp tục bon cái cuộc sống, xong rồi mình lại tiếp tục xin Chúa. Nhưng mà lúc nãy bài thánh ca nói là gì? Phó chi cho ta con. Con ơi, mối quan hệ ràng buộc này, mối quan hệ lệ thuộc này, Chúa đang chờ chúng ta đến với Ngài. Hãy nói với người bên cạnh, Chúa đang chờ bạn đến gần Ngài. Nói đi ạ. Thực ra nhiều khi Chúa đến gần chúng ta, có khi chúng ta né, đúng không ạ? Mũi né Ngài. Hả? Hay là có khi là chúng ta, Chúa cử mục sư đến, chúng ta né mục sư, đúng không ạ? Hả? À, Chúa cử chấp sự đến, chúng ta né. À, nhưng mà chúng ta thấy rằng là Chúa đang chờ chúng ta. Và mối quan hệ này là mối quan hệ ràng buộc, mối quan hệ lệ thuộc lẫn nhau. Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa dùng sợi dây gì để trói buộc cuộc đời chúng ta biết không? Để kéo chúng ta không ạ? Ma quỷ nó dùng cái xích của quyền, của tiền, của sự lừa dối và của nỗi sợ hãi. Nhưng mà Chúa ràng buộc chúng ta bằng sợi dây nhân từ, sợi dây yêu thương. Hãy nói với người bên cạnh là Chúa quá yêu bạn. Chúa quá yêu bạn. Nhưng mà yêu đây không phải là
Chúa yêu một chiều, nghĩa là Chúa cứ yêu và cứ bỏ qua, suy xóa cho mình. Mà Chúa yêu và Chúa muốn mình phải chạy đến với Ngài, phải đáp ứng theo cái đường lối, theo cái lời dạy của Ngài trong trong Kinh Thánh. Ở đây, người yêu dấu của tôi thuộc về tôi thuộc chàng cho bầy ăn cỏ giữa đám hoa huệ. Ở đây cái hình ảnh của Solomon chăn bầy và cho bầy chiên ăn cỏ giữa đám hoa huệ ở trong thung lũng. Và cái hình ảnh nó nói đến là giống như Chúa Giêsu chăn bầy của Ngài và gì ạ? Và khi chăn bầy như thế đi qua những đám hoa huệ nở hoa, hương hoa tỏa ra và có những chim muông, có những ong bướm bay đậu và khung cảnh rất là tuyệt vời. Nói rằng là gì ạ? Cái khu vườn mà Chúa ban cho chúng ta, cái cuộc đời chúng ta ấy gì ạ? Luôn luôn cần phải giống như đám hoa huệ sao xuyến, rào rạt khi mà Chúa đến với cuộc đời của mình. Và chúng ta nhìn trong Kinh Thánh ấy, hầu như trong Kinh Thánh đều là gì ạ? Các hoạt cảnh trong Kinh Thánh đều ngoài cánh đồng, đều trên sườn núi, đều bên bờ biển, đều giữa đoàn người. Hầu như trong Kinh Thánh ấy, không có cái chỗ nào Chúa nói rằng là các ngươi gì ạ? Các ngươi phải tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo. Các ngươi phải tổ chức nhiều các cái sự kiện, mà thường thường là các cái hoạt cảnh đời thường. Cái mối quan hệ ở trên cánh đồng, ở trong vườn hoa, ở trong vườn nho, và tình yêu nảy nở ở trong đó. Tôi nhớ lần trước Chúa đã cảm động để mà chia sẻ ông bà anh chị em rằng về nhà khi chúng ta gặp riêng Chúa, chúng ta ăn mặc đẹp, đẹp như là chúng ta đi tiệc cưới, đúng không ạ? Rồi là chúng ta sức nước hoa vào trong người, đúng không ạ? Chúng ta biệt riêng ra và chúng ta xông thơm phòng, biệt riêng ra để chúng ta gặp Chúa giống như là trong nội cung, đúng không ạ? Để gặp Chúa, và nhiều người đã làm như thế và kinh nghiệm được những phép lạ của Chúa trên đời sống của mình. Đôi khi ở nhà ấy, chúng ta ăn mặc sập sệ, rồi chúng ta vào phòng riêng, chúng ta có cái đầu óc nó tơi tả, chúng ta cũng không dùng sữa rửa mặt để cho nó mịn để gặp Chúa. Chúng ta chỉ làm cái điều đấy khi chúng ta đi gặp đối tác kinh doanh thôi. Có đúng không ạ? Nhưng mà Chúa nói là dâng điều tốt nhất cho Ngài. Bởi vì tình yêu giữa Chúa với chúng ta là tình yêu quá đẹp. Cái bài thánh ca lúc nãy đã tả hết rồi. Và cái tình yêu đó đáng được chúng ta dâng lên cái điều gì đó tinh túy và quý báu nhất. Bởi vì Chúa Giêsu chàng trăn đang chờ chúng ta. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, thế con nghe tiếng ta và mở cửa ra, ta sẽ bước vào ở với con và ăn tối cùng con, đúng không ạ? Thường thường chúng ta dùng câu kinh thánh đó để làm chứng cho người chưa tin. Nhưng nếu đặt trong khung cảnh của sách Khải Huyền ấy, thì sách Khải Huyền là viết cho những người đã tin, đúng không ạ? Và ta đứng ngoài cửa mà gõ, đấy là đứng ngoài cửa của người đã biết Chúa, đã tin Chúa, đã được Chúa cứu, chứ không phải là một người ở bên ngoài mà chưa có khái niệm gì về tình yêu của Chúa. Nên là cái việc dùng câu kinh thánh đó để làm chứng cho người mới cũng được, nhưng mà về mặt thần học là sai khung cảnh. Vì ta đứng ngoài cửa mà gõ, đấy là đứng ngoài cửa chàng rể, đứng ngoài cửa nàng dâu mà gõ. Hay là người yêu đứng ngoài cửa bạn tình của mình mà gõ. Đó. Thưa ông bà anh chị em, ở đây cái điều thứ hai đó là chúng ta cần phải khao khát Chúa, bởi vì tình yêu Chúa ban cho chúng ta là tình yêu đang rất là đẹp. Và có rất nhiều người trong hội thánh chúng ta đã kinh nghiệm rồi, trước khi chúng ta gặp Chúa mới chỉ cảm tình Chúa, cuộc đời nó héo hắt. Tôi hay làm chứng về cái trường hợp của cái anh Hùng ở bên điểm Thanh Xuân, chồng của chị Thanh. Anh ấy biết Chúa từ rất lâu nhưng anh không, Chúa gõ cửa và anh không cho Chúa vào. Và anh đi một thời gian dài, khoảng 10 năm sau anh gọi điện đầu dây bên kia. Và anh thều thào, anh bảo mục sư ơi cứu em với, em có thể gặp được không? Tôi không lưu số điện thoại nhưng tôi bảo Hùng đấy hả em? Tôi cũng không tại sao mà tôi lại nói là Hùng đấy hả em? Tôi bảo mục sư vẫn lưu số, em bảo không, tự nhiên nói thế. Mà tôi cũng không biết là tôi cái đầu người đầu dây bên kia là ai. Nhưng mà tự nhiên Chúa cậy môi mình bảo Hùng đấy hả em? Mà cũng không biết là mình nhớ cái người đấy. Mà mình cứ nói kiểu như là ấy. Thế là bên kia giật mình và chạy đến leo lên 5 tầng cầu thang, người héo hắt như là một cái bộ xương bọc da thôi.
Nhưng mà chỉ sau 3 tháng khi bà gặp Chúa và quỳ gối và được giải cứu, được tẩy khỏi tà linh chồn cáo ở trong người quá nhiều, không ăn không ngủ được, đời sống nó cứ héo đi. Thế mà sau khi mà trục xuất được hết những cái tà linh, ác linh, uế linh ra, bây giờ tươi tắn. Lúc leo lên 5 tầng thở hổn hển, nhưng mà bây giờ chạy đá bóng 30 phút trên sân không? Không mệt, có đúng không Hà Tâm? Hả? Chạy rất khỏe. Đấy. Ý nói là gì ạ? Cái tình yêu mà Chúa muốn đem đến và muốn làm khởi sắc trong bà anh chị em là rất tuyệt vời. Đơn giản như thế thôi. Và chúng ta hãy khao khát Chúa đến với mình, bởi vì có tình yêu đẹp trổ hoa. Ai cũng muốn có tình yêu đẹp cả, nhưng tình yêu đẹp nhất và bền vững nhất chỉ có tình yêu trong Chúa Giêsu. Chúng ta nhìn vào Giăng đoạn 21, câu 4, câu 5 và câu 9, câu 10 và chúng ta sẽ đi tiếp. Trời vừa sáng, Đức Chúa Giêsu đứng trên bờ, nhưng các môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu hỏi: "Các con ơi, không có cá sao?" Họ đáp: "Thưa không." Vừa bước lên bờ, họ thấy tại đó có lửa than, có cá đang nướng ở trên và có bánh nữa. Đức Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đem một ít cá mà con vừa đánh được lại đây." Ở đây trong khung cảnh này, môn đồ đánh cá cả đêm không? Không được. Tôi nhớ đến câu kinh thánh là khốn cho người nào ăn bánh của sự lao khổ, đúng không ạ? Mà không dừng lại một tuần một vài lần để mà lên bờ ăn cá mà Chúa nướng cho mình. Chúa Giêsu vẫn hằng nướng những con cá thuộc linh vào các Chúa Nhật hàng tuần để nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta. Nhưng mà chúng ta thì cứ mải tham công tiếc việc, chúng ta cứ hừng hực, chúng ta đi, chúng ta đánh quả, cuối cùng gì ạ? Hả? Và cuối cùng thì tất cả những cái đánh mãi cũng không được con nào, có khi đánh được vài con đồng đong cân cấn, tới đến lúc có sự vụ xảy ra cái tất cả những gì chúng ta kiếm được là tiền công trong túi thủng. Có đúng không ạ? Nếu chúng ta biệt riêng ra, chúng ta nghe tiếng gọi để lên bờ ăn cá nướng, dành cái thời gian nghỉ ngơi để ngồi dưới bệ chân Chúa, Chúa sẽ tưới tắm cho cái đời sống tâm hồn của chúng ta được tươi tỉnh trở lại. Tôi biết ở đây có rất nhiều người đang héo quay, héo quắt trong tâm hồn. Có đúng không ạ? Có thể là bề ngoài chúng ta đang căng da mịn thịt, nhưng mà bên trong có khi đang héo. Và Chúa muốn rằng là phục hồi cái nội tâm của chúng ta được bừng sáng ở trong tâm linh. Biết ơn Chúa vì tuần vừa qua tôi được nghe rất nhiều lời chứng thật là ngoạn mục về cái việc là Chúa biến hóa nội tâm của một người vợ, rồi biến hóa nội tâm của một người chồng. Họ từ những cái chỗ mà bị mắc kẹt ở trong một cái hố hẹp hòi của cái tôi, của sự ích kỷ, và họ được Chúa biến hóa để nhấc ra, và tâm hồn họ nở. Và vợ chồng tôi bảo: "Cái cô này cô đã đẹp rồi, nhưng mà khi mà cô ấy được Chúa cứu, cô lại càng đẹp hơn." Đấy, đẹp lắm. Và vì vậy thì ông bà anh chị em ạ, chúng ta hãy khao khát, hãy nói với Chúa Giêsu rằng: "Người yêu ơi, hãy mau đến." Và Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta rằng: "Người yêu ơi, hãy mau đến, đừng có trốn mình trong hang đá nữa, đúng không ạ? Đừng có trốn mình trong những cái hốc đá. Và hãy đến, bởi vì ta sẽ tiêu diệt những con chồn, con cáo, và ta sẽ chăm tưới cho tình yêu." Thưa ông bà anh chị em, bây giờ phần đúc kết của ý hai này, Chúa nói với tôi và ông bà anh chị em như thế này: như chàng chăn cho bầy ăn cỏ, chúng ta phải cho ăn ở tư thế người mạnh chăm người yếu, theo vị trí mình được sắp đặt trong Chúa. Với nguyên tắc đã được Chúa chăm thì phải chăm cho nhau. Amen. Đã được Chúa chăm thì phải chăm cho nhau. Đấy. Hãy nói với người bên cạnh: đã được Chúa chăm phải chăm cho nhau. Và trong cái từ chăm này không có nghĩa là chỉ vuốt ve, mà có cắt, có tỉa, đúng không ạ? Có nhổ bỏ những cỏ dại. Đó. Chăm phải chăm cho nhau. Và sao? Vậy luống hoa sẽ nở ra tươi đẹp, khoe sắc nhiều màu và tỏa ngát hương thơm. Đừng thụ động nữa, hãy chủ động lên. Tất cả chúng ta mỗi người chủ động một tí thế, mọi việc sẽ được
sẽ được khuấy động và sẽ được được mạnh mẽ. Cái điều thứ ba là có gió ban mai nhẹ thổi. Gió ban mai nhẹ thổi. Câu 17, chúng ta cùng đọc câu 17 ạ. Vâng. Rồi. Cái chỗ này cho ra phần trước của câu này ạ. Chỗ này thực ra là người em yêu ơi hãy trở về. Thực ra ấy, ở đây là phần này là phần Chúa gọi chúng ta, chứ không phải là chúng ta gọi Chúa. Nhưng mà vì cái từ em này nó làm chúng ta giống như là chúng ta gọi Chúa. Nhưng mà thực ra ấy, là người anh yêu ơi hãy trở về là Chúa gọi chúng ta. Như con hoàng dương, như con nai tơ trên núi đồi, nghĩa là phải về rất là nhanh. Đừng lần khân nữa, đúng không ạ? Đừng gì ạ? Đừng ì nữa, đừng ì ạch nữa mà phải khẩn trương. Cho đến khi gió ban mai nhẹ thổi, ở đây nói là gì ạ? Khi mà Chúa Giêsu đến ý, gió đây thể hiện là gió Thánh Linh, có đúng không ạ? Gió ban mai là gió bình minh, gió của buổi sáng sớm. Khi mà gió Thánh Linh đến ý, thì nó sẽ xua tan đi bóng tối. Chúng ta có biết tại sao mà bật điện sáng trưng nhưng mà trong lòng vẫn thấy tối không ạ? Bởi vì không có Thánh Linh. Và chúng ta cũng biết tại sao mà cái ở ngoài thế gian khi người ta đi đến các cái miếu, các cái chỗ thờ, người ta hay bật điện tối không ạ? Bởi vì ở đó không có Thánh Linh. Người ta có cái ánh đèn mờ mờ đỏ đỏ đúng không ạ? Nó hơi âm ti một tí đúng không ạ? Và người ta hay rúc vào trong những cái hang để người ta xây những cái trụ. Bởi vì sao? Đó không phải là gió Thánh Linh. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta khao khát Chúa và muốn rằng Chúa gọi là người yêu ơi, hãy mau đến, hãy khẩn trương lên, bởi vì ta đang ban gió Thánh Linh trên đời sống của các con. Ở thế gian này có rất nhiều luồng gió, hay là có rất nhiều phong tà, có đúng không ạ? Đó là những cái luồng gió độc mà sẽ làm cho tâm linh thân thể của chúng ta ấy. Nhưng nếu khi chúng ta khao khát luồng gió cao hơn, đó là luồng gió Thánh Linh ấy, thì bao giờ gì ạ? Nó cũng xua tan bóng tối. Xua tan bóng tối. Cái điều mà Chúa mong muốn đó là gì ạ? Ngài tiêu diệt những con trồn trong vườn nho của Ngài. Ngài khiến cho cái đám hoa huệ, cái vườn hoa Ngài được nở. Và cái thứ ba đó là gì ạ? Xua tan đi những cái u tịch ở trong đời sống chúng ta. Và cái điều đó chúng ta phải khao khát gió Thánh Linh. Khi Thánh Linh đến thì tất cả những cái gì thuộc về khuất, thuộc về xấu, thuộc về hôi thối, nó sẽ được đánh bật ra khỏi đời sống của chúng ta. Bao nhiêu người khao khát điều này xin cho biết ạ? Vâng. Bởi vì có gió ban mai nhẹ thổi và bóng tối tan đi. Cái này nó nói đến một cái ý nữa là khi mà chúng ta khao khát gió Thánh Linh, khao khát Chúa đến gần chúng ta ấy, thì soi lối, chúng ta được soi lối, được soi sáng ở trong lời nói, ở trong ý nghĩ, ở trong hành động và ở trong nếp sống. Được soi sáng. Vậy Chúa kêu gọi chúng ta hãy trỗi dậy, kêu cầu, đón gió Thánh Linh ban mai để xua tan bóng tối. Nếu được soi sáng rồi, hãy làm làn gió thổi đến ai đó đang còn lạc lối trong cuộc sống này. Đừng thụ động nữa. Nếu chúng ta đã được gió Thánh Linh thổi vào lời, mình phải làm một làn gió đến với người khác. Và tôi cầu nguyện rằng buổi sáng hôm nay không phải là gió hưu thổi để chúng ta lưu riu vào trong giấc ngủ. Nhưng mà gió sẽ thổi và lồng lộng vào trong đời sống của ông bà anh chị em, cuốn phăng đi tất cả những cái gì mà lâu nay đang làm nó mờ mịt, đang làm nó u ám, thì để mà chúng ta được soi sáng. Kinh Thánh nói như mong người yêu đến khi đang hẹn hò, người môn đồ nên nuôi dưỡng cùng một khao khát ngóng trông. Tất nhiên khi mong ngóng ta không thể ngủ quên mà phải tỉnh dậy, phải ở tư thế khẩn trương, sẵn sàng chào đón Chúa Giêsu, đấng yêu chúng ta sẽ đến mau chóng và rất bất ngờ. Chúng ta thấy rồi, những cái gì thế giới này nó đang dàn cảnh, dàn trận ra là đúng như y chang như những gì Kinh Thánh nói.
Mấy ngày nay ông bà anh chị em biết rồi đúng không ạ? Thậm chí có những cái người nổi tiếng ở trên thế giới là hàng nghìn người ký một cái thư ngỏ kêu gọi các chính phủ và các phòng thí nghiệm tạm dừng ngay, không được cho ra ứng dụng công cộng cái hệ thống trí tuệ nhân tạo mạnh gấp nhiều lần ChatGPT. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ hủy diệt thế giới trong một vài năm tới. Khi mà nó cho ra cái đấy thì hàng loạt người mất việc, các giáo sư đại học cũng không cần nữa bởi vì người máy nó sẽ dạy học. Các bác sĩ bệnh viện cũng không cần nữa bởi vì nó sẽ làm bác sĩ, đúng không ạ? Các bồi bàn cũng không cần nữa bởi vì nó làm bồi bàn. Các đầu bếp cũng không cần nữa bởi vì cứ có công thức nấu ăn là nó nấu được. Chúng ta nhìn thấy không ạ? Và Chúa Giêsu nói là vào thời kỳ cuối này, con thú công nghệ nó sẽ kiểm soát con người. Elon Musk, chủ tịch của SpaceX, và một loạt các hàng nghìn người ở thung lũng Silicon đang ký giấy để chặn đứng, tạm dừng, để mà phải điều tiết. Nếu không tạm dừng được thì các chính phủ phải vào để ngăn cản. Nếu không thì sao ạ? Tất cả con cái chúng ta sau này sẽ được giáo dục bởi người máy. Những cái này nó đang diễn ra, chiến tranh hạt nhân nó đang rình rập, có đúng không ạ? Vừa rồi Nga đã cho một loạt vũ khí hạt nhân sang để lắp ở Belarus. Và cái chiến tranh, và chúng ta biết được Kinh Thánh Chúa nói là 1/4 thế giới sẽ, 1/3 thế giới sẽ bị hủy diệt. Mặt trời, mặt trăng cũng 1/3 bị tối, sinh vật ở dưới biển cũng bị thế, sông ngòi cũng bị phá hủy. Cái loại vũ khí nào có thể làm được cái điều đấy? Vũ khí hạt nhân. Vâng ạ. Còn ngoài ra Chúa có thể có loại khác. Nhưng mà ý nói là gì ạ? Cái thời kỳ chúng ta đang sống không còn cái chuyện mà chúng ta chần chừ đi chân trong chân ngoài, đi sẹo hàng hai nữa. Nếu mà thế gian hẳn, để thôi để cho nó xong để xóa sổ hết, và linh hồn cứ thế quằn quại đời đời nơi địa ngục, hoặc là ở trong, hoặc là đi theo Chúa. Chúa hẳn. Đúng không ạ? Chứ còn không có cái chuyện là gì lấp lửng nữa, mà phải khao khát, phải nhiệt huyết là gì, người yêu ơi hãy mau trở về. Chúa gọi chúng ta mau trở về với Chúa, và chúng ta cũng phải khao khát Chúa mau trở về thế giới này.